kênh channel của Tiểu Hoa Cô É. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một bó hoa mini nhỏ. Điển hình như cái bó hoa mình đang cầm trên tay này, từ những cái bông hoa rất đơn giản, ví dụ như hoa mao lương, lá táo, hoa nhí, điểm xuyết cho bó hoa trở thêm dễ thương hơn. Ngoài ra còn thêm lá cúc nữa. Thì cái bó hoa mini này thì nó có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Ví dụ như các bạn có thể cắm vào một bình hoa trắng nhỏ rất xinh này, để trên góc học tập và làm việc. Hoặc bạn có thể tặng người thân yêu của bạn trong những dịp đặc biệt như dịp sinh nhật. Hoặc là khi mà bạn có nhu cầu chụp hình sống ảo, bạn cũng có thể sử dụng cánh hoa này một cách rất hữu hiệu. Nào, chúng ta hãy bắt đầu cho bài học ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm lá táo. Thì đây là lá táo nhé các bạn, làm hoàn toàn bằng giấy nhung ý. Thì nguyên phụ liệu sẽ bao gồm giấy nhung ý màu xanh, mã màu 962, giấy nhung ý màu trắng, mã màu 900, giấy màu vàng, tông vàng nhẹ bất kỳ mà các bạn yêu thích. Tiếp đến là keo dán Tacky Glue, keo dán đa năng, có thể dán được cả vải với vải nỉ luôn nhé các bạn. Dán giấy thì siêu chắc và rất nhanh khô. Băng keo sáp màu xanh. Keo lớn này để các bạn cắt giấy cho được nhanh hơn. Thì lại dùng bình thường mình dùng cái loại to này. Cái này kéo nhỏ thì các bạn có thể tỉa chi tiết. Các bạn có thể tỉa chi tiết bằng cách rất nhanh và chính xác. Chiếc kìm nhỏ. Còn một trợ thủ đắc lực đó là súng bắn keo nhé các bạn, thành phần không thể thiếu trong quá trình làm việc của chúng ta. Lá táo thì có, mình sẽ làm 4 kích thước 2.5, 3, 3.5 và 4 xăng. Chúng ta sẽ tiến hành cắt, đây là kích thước của 3 xăng. Các bạn cắt đôi giấy theo cái đường chéo. Theo đường chéo nhé. Cắt theo đường chéo. Rồi dùng súng bắn keo để dán hai đường lại vô. Các bạn cắt kẽm xanh chừng 6 xăng. Chú ý khi mà dán lá thì các bạn cho cái đường gân sọc này hai cái nó phải như thế này nhé bạn. Tránh như thế này là sai. Các bạn phải quay lại ngược lại thì lá nó chúc cứ như cái gân của chiếc lá thì nó mới đúng. Các bạn chỉ chích ít keo thôi, không cần quá nhiều. Rồi đặt cây kẽm vào. Rồi bóp nhẹ nhẹ. Chúng ta đã được một chiếc lá. Tiếp đến mình sẽ cắt tỉa dán cho lá. Đây, các bạn đã được một chiếc lá táo hoàn chỉnh như thế này. Như thế này nhé mọi người. Chúng ta sẽ tiến hành ghép cành. Thì mình sẽ dùng kẽm hồng, cành hồng dài 40 xăng này. Thì để cho cái cành táo trở nên thanh mạnh hơn thì mình đã gọt cái lớp nhựa bao bên ngoài và thành phẩm nó sẽ được như thế này. Như các bạn đang thấy đây. Thành phẩm thì nó sẽ thanh mảnh và nhỏ hơn. Ta bắt đầu ghép cành. Các bạn ghép từ size nhỏ nhất. Các bạn kéo giãn chút băng keo sáp để nó tăng độ
chính. Các bạn cuốn đối xứng lại hai cánh, hai lá với nhau. Các bạn cách mở khoảng 1 xăng. Các bạn tiến cánh size số 2. Dạ, cắt một khúc ngắn này thôi, chúng ta sẽ làm một cánh nhỏ để ghép cành. Đối với cánh nhỏ ghép cành thì các bạn làm tới lá size số 3 là được. Như vậy chúng ta đã xong 3 cành lá, chúng ta tiến hành tạo dáng. Các bạn bẻ cong cái lá như này. Các bạn thấy không? Các bạn bẻ cong và cho lá so le nhau như thế này. Riêng cái phần lá ở trên cùng các bạn lấy tay bóp nhẹ cho nó nhúm lại, cảm giác như lá non đó bạn. Và chúng ta đã xong 3 cành, chúng ta sẽ ghép lấy một cành ngắn này, chúng ta sẽ ghép vào một cành dài. Các bạn hơi uốn cong, các bạn hơi uốn cong nhé, mình uốn cong để cho một việc lắp ghép vô cành dễ hơn. Các bạn cho thấp xuống một chút, đây khoảng cách như thế này. Các bạn có thể uốn nhẹ một chút này, tạo dáng lá nó mềm mại hơn, tự nhiên hơn. Như vậy chúng ta đã làm xong lá táo, hoàn chỉnh cho bó hoa của mình. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa điểm nhí. Đây là hoa trắng. Các bạn nếu không biết màu trắng có thể lấy màu vàng này các bạn làm hoa điểm nhí cũng được. Mà mình chủ đạo của cái bó hoa của mình hiện đang làm đó là tông màu trắng. Thì để làm hoa nhí thì các bạn có thể dùng khuôn dập sẵn. Ví dụ như khuôn này đó là có 6 cánh, giá khoảng mấy chục ngàn. Các bạn có thể mua ở trên Shopee rất nhiều. Hoặc là khuôn 5 cánh như thế này. Còn bó hoa mình đang dùng thì là dài bộ khuôn của hoa cẩm tú. Chúng ta sẽ tiến hành tạo dáng cho cánh. Các bạn dùng cái dụng cụ 4 cánh này, các bạn miết đặt trên một miếng mút xốp, rồi các bạn miết cánh sẽ cong vào như các bạn đang thấy. Rất dễ. Sau đó các bạn dùng cái kim, cái dùi này để đâm giữa tạo thành cái lỗ.
Đây, nó sẽ thành những cái bông hoa nhỏ như này. Tiếp đến các bạn dùng kẽm màu trắng, kẽm 24, các bạn cắt một khúc đoạn nhỏ. Các bạn cắt tầm 5 xăng, 5-6 xăng tùy. Rồi các bạn uốn cong cái phần đầu. Các bạn uốn cong cái phần đầu lại. Rồi bẻ ngang cái phần đầu cong. Các bạn thấy rõ không ạ? Rồi các bạn đút đâm qua cái kẽm này, qua cái lỗ. Các bạn chích một ít keo ở cái phần gốc để cho nó giữ cố định. Thế là các bạn đã được một bông hoa. Tương tự như vậy, chúng ta có khoảng một bó hoa thì mình sẽ dùng tới 3 khóm hoa nhí nhỏ. Thì trung bình mỗi một khóm thì khoảng 15 tới 20 bông nhỏ. Đấy là tùy các bạn có thể thích to hay thích nhỏ. Chúng ta tiến hành ghép cành. Các bạn uốn cong nhẹ. Rồi để các cành cao thấp tạo cái sự tự nhiên cho bông hoa. Các bạn dùng băng keo sáp để cố định chúng ạ. Chúng ta lấy kẽm hoa hồng để ghép chúng lại với nhau. Chúng ta sẽ làm tới phần lá của cành hoa này. Các bạn cắt một cành lá dài tầm 6 xăng. Các bạn chập đôi lại như này. Rồi lấy kéo nhỏ tỉa hình răng cưa. Phẩm của chúng ta sẽ được như thế này để cho cái phần lá nó có màu sắc sinh động hơn. Chúng ta sẽ tô màu. Ở đây mình sẽ dùng màu nâu đậm và màu vàng tươi. Chút màu vàng lên. Rồi các bạn uốn
còn lá này ra. Các bạn dùng băng keo hai mặt dán cái phần chân xuống ở dưới. Các bạn bóc cái phần keo ra. Các bạn dính nhúng đi cái phần keo đấy, đó là dính. Các bạn miết để cho cái phần keo nó dính lại trên cái phần nhúng. Rồi các bạn tiến hành ghép vô cái bông hoa. Các bạn lấy băng keo sát, các bạn cuốn lại. Các bạn để cong cái phần lá ra, tạo cái độ xòe, điều chỉnh cái dáng cái bông hoa phù hợp. Như vậy chúng ta đã xong phần hoa điểm nhí. Như vậy là buổi chia sẻ ngày hôm nay các bạn đã biết làm lá táo và hoa điểm nhí. Buổi chia sẻ kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa mao lương cũng như cách gói thành phẩm một sản phẩm hoa như thế này. Đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ một số bí kíp giúp các bạn giữ được sản phẩm được cách sử dụng bền lâu cũng như là đóng gói thì quá trình vận chuyển không bị dập nát hoa mà vẫn giữ nguyên được hiện trạng như ban đầu. Nếu các bạn yêu thích và clip của mình, các bạn hãy subscribe và đón xem những chia sẻ trong clip kế tiếp nhé. Tiệm hoa cô é xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.